ngang nhiên xuống sân lấy cúp vàng ăn mừng, thánh rắc muối bị FIFA điều tra. ESPN đã cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, quyết định điều tra chuyện đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ xuống sân cầm cúp vàng để ăn mừng. FIFA điều tra để xử lý các vi phạm của một đầu bếp nổi tiếng, San Bae, người đã giữ cúp vàng trên sân, ESPN thông tin. Theo đó, San Bae đã tự ý xuống sân lưu sai để chụp ảnh cùng cúp vàng World Cup 2022. Đầu bếp có biệt danh Thánh Rắc Muối, còn có một số hành động như giật cúp vàng từ tay cầu thủ Argentina, Lisandro Martinez để ăn mừng như một nhà vô địch. Liên đoàn bóng đá thế giới cho biết San Bae đã vi phạm quy định về cúp vàng. Những nhà vô địch hoặc nguyên thủ quốc gia mới được phép chạm vào cúp vàng. Là một trong những biểu tượng thể thao vô giá được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, cúp FIFA World Cup chỉ có thể được chạm vào và giữ bởi một nhóm người cụ thể, bao gồm những nhà vô địch và các nguyên thủ quốc gia, FIFA nêu. Mạng xã hội đang tranh cãi chuyện San Bae ăn mừng cùng cúp vàng và khiến cho nhiều cầu thủ Argentina khó chịu. Trong đó có Messi. Nhiều người đã chỉ trích Thánh Rắc Muối vô duyên và yêu cầu FIFA phải giải thích về chuyện để San Bae xuống sân tự tung tự tác. Người phát ngôn của FIFA tuyên bố, FIFA đã xác định một số cá nhân có hành động trái phép ở lễ ăn mừng của Argentina. FIFA không có mối quan hệ thương mại nào với gốc Thánh Rắc Muối, người này cũng không có quan hệ nào với chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Trong quá khứ, San Bae từng gây tai tiếng vì chụp ảnh với tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool. Lý do chân sút này đang bị chấn thương và rất buồn vì thua cuộc ở trận chung kết Champions League với Real Madrid.